Em Hợp chào tất cả các anh chị nhé. Hôm nay thì em Hợp lại tiếp tục lên giới thiệu đến các anh chị mình một cái video về các cái dòng hoa lan cho mọi người. Số điện thoại liên hệ của nhà em Hợp là 0813 328 111 nhé. Có rất là nhiều hàng đang nụ như thế này các anh chị này. Trời ơi, nụ chi chít nha các bác nhé. Có rất là nhiều các cái mặt hàng để các anh chị mình lựa chọn. Các anh chị mình nhớ gọi điện điện thoại trực tiếp hoặc có thể là kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo để mua hàng nha các bác nhé. Em xin phép là đi vào bán hàng luôn nha các anh chị mình nhé. Đây giới thiệu với mọi người, đây là cái gì nhỉ? Tóc tiên hương dừa này. Đây là lan quân tử này các anh chị mình này. Giới thiệu tóc tiên hương dừa trước nhé các bác. Tóc tiên hương dừa nhé, mặt hàng rất là đẹp như thế này mọi người. Đang nụ luôn nha các bác, đang nụ luôn này. Và các anh chị mình này, nụ trong các cái bẹ lá này nha mọi người nhé. Nhiều cái là các anh chị mình phải đây, mình phải tách tách ra đây mình mới nhìn thấy này. Đây nó ở trong này này. Đó, nói chung là đây là những cái chậu mà nó ra hoa sớm nhé mọi người. Ra hoa sớm như em thấy là nó ra tương đối nhiều rồi đấy các anh chị mình. Đấy, còn đúng mùa hoa của nó thì nó phải rơi vào tầm khoảng 1 tháng nữa mới là mùa hoa của nó nha các anh chị mình nhé. Cái dòng này thì hoa rất là thơm nha mọi người đây. Ví dụ như mình nhìn bình thường không thấy nha, nhưng mà rẽ ra cái là thấy này. Đó, tầm 1 tháng nó đến mùa hoa của nó, hoa gọi là siêu siêu thơm. Thực sự các anh chị khẳng định với mọi người mình phải dùng cái từ là siêu thơm nha các anh chị mình nhé. Đó, và cái dòng này cũng là thuộc vào cái dòng lan hiếm luôn nha mọi người. Hoa của nó màu đỏ, nó thơm đến cái mức mà còn mỗi cái cuống hoa nó cũng thơm luôn đó các anh chị mình. Đó nha các anh chị mình nhé. Cái này thì chia sẻ các anh chị mình là 190.000 được một chậu như thế này, thì em Hợp bao ship nhé các anh chị mình nhé. Toàn bộ tất cả các đơn hàng của anh chị mình thì em Hợp sẽ bao ship cho mọi người. Nói chung là cái giá thành này là cái giá thành nó gọi là không ở đâu mà có cái giá thành rẻ hơn được nữa nha các anh chị mình nhé. Hàng thì rất là đẹp đây này, hoa thì thơm và cái hoa của nó lại còn có cái toàn bộ cái này màu xanh mà cái hoa của nó lại còn là hoa màu đỏ nữa, thành ra là nó rất là nổi luôn nha các bác nhá. Bông hoa của nó sẽ rất là nổi. Đó đây các anh chị mình này. Đó đây. Trời ơi quá đẹp nha mọi người, hoa đẹp và hoa siêu siêu thơm nha các anh chị nhá. Hoa bền tầm khoảng 3 tháng. Và đến cái giai đoạn mà gọi là hoa nó chưa bung đâu, nó gọi là đang cái nụ nụ to to nó chuẩn bị nở là mình đã thấy thơm rồi ấy. Đấy, còn lúc mà nó nở xong còn mỗi cái cuống hoa cũng thấy thơm, thơm rất là đậm mùi nha các bác nhé. Cái này thực sự với các bác mà về khi mà các bác chơi hoa lan nhé, chơi cái hoa này nếu như mà nó gọi là nó thơm thoang thoảng em Hợp đền gấp bao nhiêu lần cho các bác cũng được nha các anh chị mình nhé. Đấy, nó rất thơm chứ không phải là thơm thoang thoảng. Đấy, chỉ cần một bông thôi là nó đã thơm rồi, thực sự rất là dã man luôn các bác. Đó, đây là tóc tiên hương dừa. Đấy các bác nhé. Qua bên này giới thiệu cho mọi người đây là lan quân tử nha các anh chị nhé. Lan quân tử này. Đấy, cái lan quân tử này thì các anh chị mình ơi, cái dòng này thì là mình có thể là về mình treo ngoài chơi hoặc là mình có thể là để ở cái bàn các thứ rất là ok nha mọi người nhá. Đó, mình có thể là để trưng bàn các thứ ấy. Đó, nó cũng rất là ok luôn. Đó, cái này thì cái lan quân tử này thì nó có rất là nhiều màu nha các anh chị mình nhá. Đấy, mình chơi hoa hay là mình chơi cái thân lá này nó đều rất là đẹp đây các anh chị mình nhá. Và đây cũng là một cái dòng lan hiếm đấy các anh chị mình. Đó, cái lan này thì nó có cái ý nghĩa là mang gọi là cái gì nhỉ, tài vượng đến cho mọi gia đình đấy mọi người. Nó biểu tượng cho sự may mắn đấy các anh chị mình nhé. Cái này, những cái thông tin này thì các anh chị mình có thể là tham khảo cái thông tin ở trên mạng nha mọi người. Cái ý nghĩa của cây ấy, đấy, nó biểu tượng cho sự thịnh vượng và tài khí đấy các anh chị mình. Nói chung là tốt cho mọi gia đình nha các anh chị mình nhé. Đó, và cái này thì nó sẽ có rất là nhiều màu để các anh chị mình lựa chọn này. Đã nhìn cái cây thôi là mình nhìn đã thích rồi nhỉ các bác nhỉ. Đó, nhìn cái cây thôi là đã thích rồi này. Về các anh chị mình nếu mà ngại thì có thể để nguyên này, còn không thì các bác thay một cái chậu nhìn cho nó đẹp đẽ nha mọi người. Đấy, người ta gọi là lan mà thay chậu thì như hoàng hậu lên ngôi đấy các anh chị mình. Nó sẽ rất là đẹp khi mà mình thay được một cái chậu cho nó. Đây này, đây các anh chị mình sẽ có rất là nhiều màu nha các anh chị nhé. Cái màu này thì mình gọi là màu xanh này. Đấy, cái này gọi là màu trắng này các anh chị mình này. Đó, cái này là màu trắng nha các bác nha. Đó, cái này là màu vàng nha các anh chị mình nhá. Sẽ có rất là nhiều màu để các anh chị mình lựa chọn. Đó, thực ra có nhiều màu lắm, nhà em Hợp thì không đủ được hết màu nha các anh chị mình nhá. Đây là màu đỏ đây các anh chị mình. Đó, màu đỏ đây. Đó, đó đây là màu cam xanh này, nghĩa là cái cánh của nó màu cam, cái họng của nó màu xanh nha các bác nhá. Đó, còn đây là màu cam rất là đẹp đây. Đó, đây là cái màu cam này nhìn đẹp nhỉ. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha các anh chị mình nhá, hàng rất là đẹp. Thì chia sẻ cho các anh chị mình là anh chị nào mà lấy một cây như thế này nhá, một cây như thế này, em Hợp chia sẻ cho mọi người là
một cây này có giá là 120.000 nha các anh chị nhé, 120.000 đấy, đây các bác, à 130.000 một cây nha các anh chị nhé, 130.000 một cây đấy. Giá thành này là giá thành không thể rẻ hơn, ở không có cái shop nào mà nó rẻ hơn được nữa nha các anh chị mình nhé. Rồi, rất là rẻ đó, 130.000 một cây nha các bác nhé. Đây là lan quân tử nha các bác nhé. Còn đây chia sẻ với các anh chị mình này, đây là ý ngọc nha các anh chị mình nhé. Ý ngọc này, trời ơi, toàn nụ là nụ nhá các anh chị mình nhá. Ý ngọc này đó. Rồi, công chúa ý ngọc, công chúa ý ngọc rất đẹp, toàn nụ là nụ. Một thân cái ý ngọc như thế này nhé các anh chị mình nhé. Một chậu mà ý ngọc như thế này, nó có cả mầm này các anh chị nhé, rất là nhiều mầm nha. Đó, cái lan quân tử kia thì chuẩn bị đến mùa hoa rồi nhé các anh chị mình nhé. Cũng rơi vào tầm khoảng một tháng nữa là đến mùa hoa đấy. Em thấy có một số shop bán thì nó cây đã xuất hiện nụ rồi đấy. Cây của nhà em thì chưa có nhé các anh chị mình nhé. Đó, đây các anh chị mình, đây là ý ngọc nụ như thế này, chỗ chi chít chi chít. Một cái mắt nụ này thì sẽ cho các anh chị mình tầm 3 đến 5 bông hoa nhé. Nụ này là còn nụ còn bé, nụ nó còn rất là to nữa thì nó mới ra hoa được nha các anh chị mình nhé. Ý ngọc này em hợp chia sẻ cho các bác là 230.000 một chậu như thế này, hoa đẹp nhé các anh chị mình nhé. Và ý ngọc này thì là hoa của nó là đây các bạn này, đó, đây, vừa nụ này vừa mầm nha mọi người nhé. Chậu nào cũng thế, mầm lên rất là đẹp, rất là nhiều nụ rồi. Cái này thì chỉ cần một cành thôi là hoa đã đủ đẹp rồi các anh chị mình. Còn đây hoa này thì là một chậu này nó rơi vào tầm khoảng vài chục cái cành hoa luôn đấy. Cái cành như thế này các bác này, đấy, cả ngắn cả dài nó rơi vào tầm vài chục thân hoa đấy. 230.000 một chậu nha các bác nhé. Đây, một chậu thoải mái hoa chơi nha các anh chị mình. Đó, đây, nhìn đâu cũng thấy nụ này. Đó, đây là vũ nữ nha các anh chị mình nhé. À quên, đây là cái gì nhỉ? À, ý ngọc, công chúa ý ngọc nha các anh chị mình nhé. Ý ngọc, đây, nụ nó còn bé. Nụ to một cái nữa thì nổi lắm. Đây là cái gì nhỉ? U lồi, hoàng thảo u lồi. Nó có cái tên là, tên chuẩn của nó là hoàng thảo u lồi, như người dân trên này người ta gọi. Đấy, còn không thì có tên, những cái tên mà khoa học đặt rất là hay, đó là hoàng thảo ngũ tinh hay còn gọi là tứ bảo sắc nhé các anh chị mình nhé. Đó, đây các anh chị này, hoa đẹp, cái này thì hoa có thể là các bác chơi vài tháng hoa nó mới tàn đấy các anh chị mình nhé. Cái này hoa chơi vài tháng nó mới tàn. Đấy, cái này thì mua về các bác làm giống này. Các bác có thể lấy những cái chậu như thế này, đang hoa này này, những bác ở gần vẫn chơi hoa này thoải mái luôn nha các bác nhé. Đó, hoặc là những cái này nụ này, có cái này thì nụ thì khi các bác nhận được là nó sẽ bung đấy. Đây, hoa đẹp chưa? Đó, cái này mua về làm giống nha các anh chị mình nhá. À, bác nào ở gần thì mình vẫn chơi hoa này thoải mái, chơi vài tháng nó mới hoa mới tàn đấy các anh chị mình. Đó, đây này các anh chị mình này, đó. Cái này thì chia sẻ với các bác là 180.000 một chậu hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh nhá. Đó nha các anh chị mình nhá. Bác nào mà thích là mua về làm giống nhưng mà có một chút hoa chơi thì mọi người có thể là lấy cái chậu như thế này cho em hợp này. Đó, còn không là các bác nào mà chỉ cần làm giống mà muốn cái số lượng mầm nhiều, muốn số lượng mầm nhiều thì các bác lấy xem những cái chậu này. Đây cũng là hoàng thảo u lồi nhưng không còn hoa nha các bác nhé. Nó chỉ có mầm thôi nhưng mà số lượng mầm nó rất là nhiều. Mầm nó rơi vào tầm khoảng 13 đến 15 cái mầm trên một chậu như thế này. Thường thường là 14, 15 cái mầm nha các bác nhé. Đấy, một chậu này 14, 15 cái mầm nó quá nhiều luôn nha các anh chị mình nhé. Và hoa đẹp nó này, tội gì không mua các bác. Đấy, hoa nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, cái này là hoa này. Đó, đẹp như thế này cơ mà. Không mua thì mua cái gì nữa. Đó, cái này là hoa Tết nha mọi người nhé. Mọi người về mọi người chăm, chăm giống. Đấy, là Tết mình có hoa để mình chơi. Sắp đến hội hoa Lan Lai Châu rồi. Không biết là các anh các chị mình có lên chơi nhiều không? Mọi người, anh chị nào mà mình rảnh rỗi hoặc là cuối tuần các thứ ấy, mình có thể lên Lai Châu du lịch xong ngắm lễ hội hoa lan rất là đẹp luôn các anh chị mình. Đây là trầm nhá các bác nhá. Trầm này chỗ quá đẹp nhỉ. Đấy, trầm thì siêu thơm. Nói chung là xét về cái mùi hương nhá, thì cái anh trầm này và cái anh tóc tiên hương dừa nó xếp thứ nhất về cái hương thơm của các cái dòng hoa lan. Em phải dùng cái từ các, bởi vì là so với mình là so rất là nhiều chứ không phải so một vài loài nhé. Thì cái anh tóc tiên hương dừa và trầm này nó bị chiếm vị trí đầu tiên và nó lại còn hiếm nữa. Đây là trầm rừng nha các bác nhé, trầm rừng này. Đó, chậu như thế này chia sẻ các bác là 180.000 một chậu. Đây, 180. Đó, chậu này cũng rất là đẹp này, nụ này. Chậu này chia sẻ cho các bác là 200.000. Chậu kia 180.000, chậu này 200.000. Đang rất nhiều nụ nha các bác nhé. Siêu siêu thơm, mặt bông thì như các bác vừa nhìn thấy. Đây nữa, đây các anh chị mình. Chậu này chia sẻ các bác là cũng 180.000, 180. Đó, 180, 200, 180. Đấy, tiếp này các anh chị mình này.
Chia sẻ cho các bác chậu này. Chậu này thì mầm đã lên rồi, vừa nụ vừa mầm. Những chậu kia thì mầm chưa lên mấy. Đây các bác. Đó, chậu này chia sẻ các bác là 160.000 nhá. 160.000. Đó, như vậy là có 180 này, 200 này, 180 và 160 nhá các anh chị mình nhá. Rồi hôm nay thì em Hợp có những cái mặt hàng như thế này. Anh chị nào mình có nhu cầu loại nào, vui lòng alo em Hợp theo số điện thoại là 0813 328 111. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video nhé. Em chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các anh chị mình trong video của ngày mai.